mình được loa của thằng Shaman và Spirit của thằng Shaman nha anh em. Con Kawa. Bây giờ à, 50, đúng rồi, chỉ được bài. Ok, chúng ta sẽ mua thêm 7 bắc nữa. Ok, để chúng ta có 113 bắc thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái nhạc gì mà lên cho nó phù hợp ha. Epic Sky thôi. Đâu đâu đại vậy vậy. Không may mắn em mở được legend của thằng Viret, The Round một God Minon from your death until your hand e full là cái lồn gì? Đây, đừng nói tới luôn, cái độ hot của em nói luôn. Mua một pack là em có mở được legend Viret ấy. Đây. Mở từ bán em mở. Phải lột overkill. Nhiều lúc nó lột nó hơi quá. Ôi trời ơi, má bắt đầu tiên được một legend rồi nè anh em ơi. Quá đã luôn. Như đây. À, của Hunter, vậy là mình. Ê, à, vậy là mình khỏi được đánh quét Hunter rồi nha. Đánh quét Hunter rồi anh em ơi. Bắt đầu tiên luôn nha. Thứ hai thịt mẹ con năm mana, con năm mana mạnh vậy, năm mana à, fill your hand full hand cho nó full bo luôn, full bo thì ngon, full hand thì hơi cùn. Ok, tiếp được con lên dần của anh ta thấy vui rồi, con được con đó là thấy vui rồi. Còn đó xài được. Phải được cái speed nữa. Hai rare hai bit. Cái này bắt là đáng tiền nè. Hai rare hai bit. Golden rare. Khá là thơm. Ok, 35, 34 cái này cũng ngon nè. Vô kèo anh em ơi. Đấy là 111 bắt đúng không ta? Đúng rồi. Trung bình cứ 10 bắt rồi 1 lên dần thì vui rồi, không cần nhiều. Golden Rare, ok. Không có đựng Golden Common là được rồi. Hưng mở ra cho mấy bác được không? Golden Common mới nhắc xong. Rồi hơn 10 bác rồi nha. Thịt mẹ, mở ra giờ đủ mấy luôn. 30 mấy bác rồi. Được đủ mấy gì? 4 con Legend. 4 Legend là mày nhiều hơn người ta hả mày? Mười lớp 6 phát được 3 rồi. Em nếu có mở ra anh em toàn bắp Spy cho anh không à? Thì bắp Spy nè. Anh còn làm một chuồng bắp đồ em toàn bắp Spy nó tự mở luôn. Ây da. Con lên dần thứ 2 của tôi trầu. Ê con dần thứ 3 chứ. Không lên dần thứ 3 đâu. Anh có con khỏe này. 22 này, con không biết là cái mùa sáng tác nữa. Mấy con khỏe đi Anena thôi. Không khỏe đi Anena. Rồi, 20 bắt rồi nha. Hai mấy bắt rồi đó, hai mấy bắt rồi đó. Vậy bây giờ bắt nào sẽ đưa về Y? Chưa, hết được làm sao?
sư làm sao? Trời ơi, chết rồi. Câu thứ hai. Đích chính là cái Knight of the Frozen Throne. Với lại anh Goro là Cobalt. Hơn 20 bắt rồi nha anh em, mà chưa thấy con thứ hai ha. Cái con tặng được, khỏi tính con tặng đi. Hơn 20 bắt rồi đó. Ơi trời ơi. Chặt đi anh ra đây. Má, quá kỳ vậy ta. Cái gì? Spec ai? Tao không có thêm bạn với mày. Where you? Mày thêm bạn tao đi, rep tay Reptile 1417. Get ready battle. Ai da, ai của Hunter. Mày thêm bạn tao đi hơn. Hơn. Nó tiêu lại tụt dữ rồi ta. Má, tiêu lại tụt à, đây là tụt dữ quá. Ủa sao ta điếu thấy ta, ta điếu hiện. Má, 30 bắn rồi. Mày đưa cái hashtag và cái tên và cái tên mày đi, tao kết bạn cho. Trên Discord. Mẹ chán vậy ta. Còn trong bôi HS hả? 31 bắt rồi, mà 1 lên dần. Mà nó nét tỷ lệ lên dần hơi dữ luôn á. Ba mấy bắt rồi mới 1 lên dần nè. Nó mỏng vãi. Khoan mẹ rồi. Rồi á. Đâu, đồng ý chưa? Hả? Ôi, chết tôi rồi, cái này là bội thu rồi, không bội thu rồi. Ame nè. Ôi, rồi ôi. Chưa có bạn. 40 bát. Còn thứ hai, oh my god. À, cô mày. Để sao bắt bạn về coi. Má, 40 bắt. 40 bắt được 2 lên dành, chị không biết là lời hay lỗ vậy. Rồi á, mà các bạn tao lại coi. Đây đúng lắm, bố tụi bắt hai lên dần chắc là... 1 6 4 5 À, được con này được 2 con rồi, đỡ quá, không phải ráp. Con này được 2 con rồi. Ý bích được 2 con rồi, phải ráp. Ráp đúng đó. Rồi đó, tao các bạn rồi đó. Ủa? Đâu có chưa? Thì mẹ vào đeo thấy nè. Fuck. À. Rồi. Ok. Phải lộn ra 11. Trời đâu mày 52 lên dần. Cái tên lại hơi bị thọt. Cái địch bài bây giờ biết từ chừng nào mới đánh. Qua mà nào vào 4. Ok, mấy con này cũng được. Thọt dưới ta. Cái lại thọt dưới. Don't rank.
50 bucks, 51 bucks, ai lên dần. Wow, má ai mà mua 50 bucks chứ, cắn ớt quá thiệt thề luôn. Thề luôn, cái này mà ai mà mua 50 mấy bucks chứ. Nét. Ai mua 50 bucks mà mở ra hai lên dần chắc nét. Mười bắt thì nếu không có người ta đổi. Hai bít. Ủa còn đền bít luôn. Thơm. Trời ơi. Bàn nát rồi tôi rồi. Anh mới được có 2 lên dần em ơi, mà 60 bắt rồi, mới được có 2 lên dần nè. 60 bắt rồi mà mới được có 2 lên dần. Không tin nổi luôn. Mở đen giá mà. Nhỏ cho thanh niên luôn. Lên dần đấy coi. Trời đậu thiệt luôn hả. À, kẹt quá lên dần sẽ đổi nó mở rồi lên dần đúng không? Sẽ ra đổi cái đó. Oh my god. Mẹ. Lên dần sẽ mở là lên dần. Má nhạc hơi quậy. Giờ mẹ đi. Nhạc si đào quá. Má giờ như nhạc buồn thôi. Nhạc đúng buồn. Không thể tin được luôn á. Hơn 60 bắt rồi nha anh em. Đây là 70 bắt rồi á. Không có đùa đâu nha. Ôi 70 bắt luôn mà được 2 lên dần. Cái tỷ lệ với quần gì ấy. Tôi chưa cảm giác là mùa nào mà tôi mở xui như cái mùa này luôn á. 70 bắt mà 2 lên dần. À còn thứ 3 nè. Ôi thứ 3 nè. Từ từ từ. Ôi giờ thứ 3 rồi. Con này heavy hơn này, con này có thể ngon, đổi nhẹ đó nhẹ. Cho em con nào đẹp đẹp xíu con mới con thứ 3 mà. Thứ 3. Cái con này gì đa vãi cứt. Chú em ơi, anh đang mở bắt em ơi. Từ 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 chú em ơi. Anh đang mở bắt, anh đang mở bắt. Đâu rồi. Đợi một xíu em ơi. Mẹ đấy
tin đường không? Sao vậy cho bắt quán nhỏ để tin đường luôn? Điệt mà. Ê, gì trời? Ba lên dinh. À. Chờ đi nhà cho xong. Oh my god. Cái này phải ngon ngon xíu nha. Cái con mà đang cần á chứ con em nãy giùm mẹ đi. Trời đất cười. Vô. Ôi. Con này mình đang cần con của rui. Con có rút lòng cái quần gì cái nổ ngoài nổ tiếp tục vốn lên dần nổ đeo tình đồ mẹ cực đại nè vốn con như cái quần người ta vậy đeo tình đồ 100 vừa bắt vốn lên dần tao điên mẹ rồi. Đổi nhạc cái dễ hơn. Từ từ. Thôi con này phải ngồi xíu nha. Quá rồi 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 rồi. Rồi em ơi, rồi em ơi. Rồi. Quân đỉnh luôn. Nhảy đi bạn. Nhảy đi. Nhảy nhảy nhảy. Dance. Dance with me. Yeah. 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 Cái đứa nhạc luôn. Cái nhạc đang hơn, nhạc đang hơn biết bạn. Nhạc đang hơn hơn. Nhạc hơn phải đấy. Đó là bản nhạc nghe hơn rồi. Cái lúc này mình phải buồn, cái lúc này mình mở bắt phải buồn, khi nào mà mở lên dành là mình mới vui được. Nó vẫn tiếp tục buồn. Tiếp tục buồn, khi nào mở lên dành thì mình sẽ mở ra vui. Đợt 6 lên dành cũng đỡ vả, thề luôn. Mở ra đợt 6 lên dành, 6 lên dành cũng đỡ vả, tính ra là 20 bắt. Tính ra, ồ, đúng kìa. Đổi nhạc cái gì từ từ từ. Đổi nhạc cái gì có gì hiệu quả. Rồi. Rồi. Rồi giùm em, rồi. Rồi mẹ ơi, rồi. Con này cũng tạm thôi chứ không được ngon lắm. Con mình gần đang gần rui con gòn của rui. No, đổi nhẹ. Hai bếp kìa bắt này ngon nè. Hai bít cùng lúc luôn. Ngon ngon ngon.
sau hồi mùa thì Blitz nó cho liên tục luôn, mấy bắt nó cho liên tục luôn, cũng may mấy bắt về sau nó cho liên tục. Đợi xíu anh gửi cho. Rồi hết được, hết được may mắn rồi. À đang cần rui em ơi, em đang cần cái rui. Rui hồ Hunter, đúng rồi, đang dành của Hunter nữa. Anh đang cần lên dành của Hunter nữa, đúng rồi. Lên dành của Hunter, lên dành của rui nữa lại rồi. Anh chỉ cần như đó thôi. Hay quá, cái này cũng được. Anh đang cần lên dần của tôi, lên dần Hunter nó hai lá là đỡ là đủ xã hội rồi đó. Phê cho mùa này, đủ phê cho mùa này rồi. Dư nãy còn dư 70 gold đúng không? 70 gold chắc là một lát nữa sẽ làm quét với lại bạn kia để đủ gold để vô mua thêm một bắt nữa. Cứ để làm cho tao được một con Hunter cũng được, Hunter Hero con nào cũng được. Hunter Hero please Hunter Hero anything con nào cũng được. Rồi Hunter anything. Rồi không có rồi. Hunter cũng được, Hunter lá nè, hero của nó hai bắt cuối cùng. Oh my god, rồi đi rồi Hunter cái này cũng được, rồi Hunter cái này cũng được. Bắt cuối Oh my god, không được hơn rồi các bạn ơi, những cái bắt cuối cùng. Đâu, vô làm quét. Má, xui quá. Từ, để anh làm cái quét. Anh làm cái quét dưới bên này thôi, lấy đường 100 gold mua thêm mất hết rồi. làm nhanh mẹ quá đen luôn. Nenzi versus Gul'dan. Trời ơi. Rồi, làm nhanh thôi. Để coi bắt các bạn này có may mắn không nha. I need. Má, mình thiếu rui, mình thiếu Hunter. Someone called the doctor. Thiếu rui, mình thiếu Hunter. Phải nhanh em ơi. Em ơi. Đúng rồi, phải nhanh. Rồi, phải nhanh em ơi. Đúng rồi.
Exactly. xong. Em mua thì bắt nè. Em mua bắt. Cầu may mắn. Em mắn cầu may. Cầu may 160 gold. Cầu may. Đừng mua lộn bắt cái mẹ luôn. Đây, mua bắt. Mua bắt cuối cùng các bạn ơi. Cũng được, cái đất này cũng tạm được. Không có lên trên nhưng mà được cái bích. Ok, chúng ta sẽ vô tổng kết nha. Mình sẽ vô tổng kết cái expansion này. Rumble này chúng ta sẽ còn thiếu bao nhiêu đây? Đây, chúng ta thiếu cô rùi, chúng ta thiếu 2 lá cô rùi. Chúng ta thiếu 2 lá cô rùi, 1 lá của Hunter, 1 lá của mày, 1 lá của mày, 1 lá của bà Điền, 1 lá hành trình của bà Điền. Một lá lên dành của Rook. Nói chung là mấy lá đầu là thiếu. Một lá lên dành của thằng thằng gì ta, thằng Shaman. Thiếu một lá lên dành của nó. Mình sẽ rã cái lá này ra, tại vì mình cần đất để mình làm bài nên mình sẽ không chơi Golden. Khi nào mình dư giả thì tính. Golden mình sẽ rã tạm thời, mình rã ra. Warlock thì thiếu đủ bộ ha. Warlock không có lá Legend nào luôn. Má mở là 9+7+9+ mà. Xin lỗi. Hunter để ý ông cố nội này thì cố nội này thì thiếu trời ơi, của thằng Warrior thiếu nhiều vậy. Warrior thiếu hơi nhiều. Warrior thiếu bài hơi nhiều luôn á. Warrior thiếu 2 Legend của nó luôn. Thiếu Loa rồi, thiếu Dungeon chính nó luôn. Thiếu Champion nó luôn. Mình thiếu Champion của Hunter. Sẽ đã cái là mất dịch này đây. Mình sẽ không giả, mình sẽ không rã Golden Common nha anh em. Tại Golden Common nó chả bao nhiêu đất cả. Mình chỉ rã Golden của thằng Rare thôi. Để được 100 đất. Mình có thể làm cạc được. Làm cạc test đất cho anh em coi được. Vì rất là thiếu đất. Má, còn mở con dịch vật này. Đâu cần dịch vật này. Cứ Golden mà gỡ ra chứ lên là nếu mà dư thì mình sẽ rã hết. Còn nếu Common thì mình sẽ không. Mình dư được 2950 đất. Oh my god. Cái lá này dư nè, cái lá này dư nè, rã luôn. Mình sẽ để nó đây luôn. Mình có được con đền con này đâu. Thì tổng cộng là mình mở được lên dần. Ủa một hai ba bốn năm sao vậy? 7 con trừ trừ một con là tổng cộng là 6 con mà mở 111 bắc, vậy tính ra là 20 bắc được một con. Tỷ lệ trung bình là 20 bắc được một lên dinh. Lên dinh trung bình là được lên dinh. Ok thì cái team này sẽ end ở đây nha anh em. Thì ngày mai mình sẽ có test mới test cho anh em xem. Thì sẽ ra deck liên tục, những cái deck mới test những cái deck mới liên tục cho anh em xem ha. Thì cái team này end ở đây. Thì có gì anh em có lên chơi YouTube để có thể check được những cái deck mới ha.
Rồi, cũng khuya rồi, cũng gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Bye bye và good night mọi người nha.